Thân chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người cũng như những anh em trở lại với là kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ một vấn đề, đó là về một cái viên pin 18650 như thế này nè quý vị. Viên pin này mình sẽ phục hồi nó lại, và nguyên nhân vì sao mình lại phục hồi nó, bởi vì hiện giờ đó nó không có nạp và không có xả được, có nghĩa là chúng ta sạc không có vô pin nữa. Thì chúng ta đừng vội dứt nó đi nha, mà có cách để mà chúng ta sẽ phục hồi nó lại nha. Ở đây mình sẽ phục hồi nó lại. Viên pin này thì mình lượm được ở trong một cái máy hát nhạc, trong ve chai. Thì cái tình trạng thế này nè, ở đây mình có cái bộ sạc đa năng Lito Kala nè. Đấy, bộ sạc đa năng Lito Kala mình đã ghim điện vô rồi nè. Mình sẽ là ghim cái viên pin này vô thử nè. Viên pin này nó gì luôn nè, mình không có tháo ra luôn, để gì luôn. Đó, đó, viên pin này nó lên nè, quý vị thấy nè, nó sạc. Viên pin này nó có một cái là, viên pin này là cái là cái dòng của nó là tới đó là 4,2V mà nó sạc tới 2,12V nè, là nó đã dừng lại rồi, là nó báo end rồi nè. Cái đồng hồ hiện giờ nó đã báo end nè, kết thúc rồi. Pin sạc chưa tới đâu hết trơn, nó đã kết thúc rồi. Vì thấy hài không? Nè, kết thúc. Không ampe luôn. Không có sạc được, không có vô được ampe nào hết trơn. Mặc dù cái trở kháng nó là 82 mR, có nghĩa là megaohm, milliohm. Viên pin này nó còn tốt nha, nhưng mà xả không được. Thì mình không có sử dụng cái là cái cách này mà chúng ta ấy được đâu. Đấy. Đó. Thì chúng ta có một cái cách khác để mà chúng ta đó là kích cái viên pin này lên bằng một cái đó là một cái bộ sạc thần thánh như thế này. Đây là bộ sạc mình tự chế nha quý vị. Bộ sạc mình tự chế, mình mua một cái mạch. Bộ sạc này thì nó có gồm có một cái mạch. Đây là cái mạch sạc. Mua trên Shopee. Rồi mình chế vô cái cục sạc dự phòng hư á. Đó. Đó. Hiện giờ nó được như thế này. Thì mình nó sẽ dùng cái cục sạc này để mình kích nó lên ha, kích pin nó lên. Rồi, mình sẽ tháo cái này ra cho nó vào đây. Đó, kích nó lên. Rồi, chúng ta sẽ ghim điện vào. Đây, ghim điện vào. Kích nó lên. Như vậy là chúng ta đã sạc vô rồi nè. Đèn đỏ nó báo là chúng ta đang sạc vô đó. Đó, báo nó sạc vô. Rồi mình sẽ để đây sạc khoảng đó là một khoảng thời gian. Sau khi sạc mà nó lên được một chút rồi đó, thì mình sẽ dời nó qua bên này để mà chúng ta đó là kiểm tra lại coi ha. Chúng ta đã phục hồi được viên pin đó chưa? Thì trong quá trình mà nó sạc đó thì mình để đi, mình giới thiệu ở đây mình cũng có một viên pin nè. Hồi viên pin này nó cũng gần giống như viên pin đó luôn á, mình cũng lượm trong cái máy nghe nhạc luôn á. Mình đã làm cái cấp vừa rồi đó. Đây nó cũng có cái chấu pin nữa nè, cái chấu pin mình đã cắt ra nè. Mình sẽ chứng minh cho đây một nè, đây cũng vậy nữa nè, mình đã cắt ra nè. Mình đã làm y chang cái cấp mình vừa làm đó. Thì bây giờ mình ghim cái viên pin này vô lại nè. Đó quý vị thấy nó nè, lên tới 3,93V nè. Đây nét lại coi, đấy nó lên nè, vừa thấy nè. Đó nó lên là 3,93V và nó đang nạp điện vô đó. Tuy nhiên đó là do chúng ta chưa có kích lên, nhưng mà nó lên tới được tới đó rồi. Nó lên được tới là 4,02V nè, phải không? Đó, nó đã kích lên được ha. Kích lên được và sạc được. Rồi bây giờ chúng ta đo nè. Đo là chúng ta đã sạc đầy rồi luôn rồi đó. 3,90 mấy V nè, chúng ta nè. Sạc hồi nãy là mình đã sạc đầy luôn rồi đó. Đã kích lên được và sạc đầy được con pin này luôn rồi nè. Đây, 3,93V nè. Đó. Lúc đầu nó cũng bị chang vậy đó. Sau một thời gian mình sạc một thời gian pin nó còn nóng nữa. Nó lên được. Giờ viên pin này có xài được hay là không? Thì quý vị đợi mình ha, mình là sẽ lấy một cái cây quạt, mình sẽ đó là cho cái nguồn ra của nó, thì quý vị sẽ biết được là nó sẽ xài được. Quý vị sẽ biết được nó xài được hay là không nha. Dạ đây, đây mình có một cây quạt. Ha.
Đây là có một cây quạt. Cây quạt này thì mình sẽ gắn viên pin mình mới kích lên, là thử ra vô coi nó có xài được không nha. Đấy, đấy nó quay quạt nè, nó có dòng ga đàng hoàng nè. Đó, hồi nãy là hoàn toàn là nó cũng giống như kia đó, 1,5V là nó sẽ dừng lại, hoặc là 2,5V nó dừng lại. Bây giờ mình đã kích nó lên nè, đấy đó, quạt vẫn hù hù nè, đó có dòng ga đàng hoàng luôn, ngon lành nha. Đây giờ đây là mình ba viên pin này mà đã kích lên được hết trơn rồi nè, ba viên luôn đó. Thì mình làm thành công rồi, mình rất là vui, cho nên mình có cái cách để mình kích những cái viên pin mà mình đi lượm ve chai, hoặc là những cái viên pin mình để lâu ngày đó, nó không có lên. Rồi bây giờ đó là chúng ta đó là có thể kích nó lại được để xài thì quá ok rồi ha. Thì mình làm được, mình chia sẻ với anh em cho mọi người cùng tham khảo. Rồi bây giờ mình sẽ để ở đây ha, mình sạc một lúc, đến khi nào mà mình đo mà nó lên được mà khoảng 3-4V đó, 3V thì mình sẽ đó là thông báo cho anh em sẽ nghe cho anh em biết nha. Cho nên mình mà theo dõi chắc tới Tết quá. Thôi mình sẽ tạm dừng chút xíu nữa mình sẽ đảo lại nha anh em. Rồi anh em ơi, nãy giờ thì mình đợi nó cũng khoảng 10-15 phút gì rồi. Mình bây giờ mình lấy cái viên pin này ra, mình đo thử coi nó lên được bao nhiêu volt rồi nha anh em. Hồi nãy thì nó dừng lại cái mức đó là 2V 2V 5 gì đó, rồi nó nghỉ luôn à. À, thì khoảng 10-15 phút mình kích nó lên rồi. Thì bây giờ mình sẽ xem thử cái viên pin này nó lên được bao nhiêu rồi, còn mình có thể kích được cái máy kia được không nha. Đây là quá trình thực tế, lấy ra thì cái đèn nó màu xanh à, có nghĩa là không có pin đó. Rồi mình đo thử coi, lấy đồng hồ lại mình đo thử coi. Đây đồng hồ của mình nè, mở lên nó lên 2,5V nè, đó 2,5V rồi. Nhưng mà không biết là mình để vô có nó có cứ lên không nha. Mình sẽ gắn vô cái máy đa năng của mình coi. Đó, nó nhảy lên rồi kìa. Đó, để sạc, đang sạc đâu mà đồng theo dõi quá trình nữa coi. Nhảy lên. Đó, nó lên rồi kìa. Đấy, nó lên rồi kìa. 2,80 mấy. Cái đó nó vô âm. Rồi, nó đã vô ampe kìa nè quý vị. À, nó nhảy vô cái 1A rồi nè, nó nhảy vô đó là đã 1A, 2A rồi kìa. Như vậy là chúng ta đã sạc được cái viên pin này rồi. Hồi nãy là nó end luôn á, bây giờ chúng ta đã sạc được rồi. Đó, ngon lành rồi nè, nhảy lên 2,97 rồi. Như vậy là viên pin này chúng ta xài được nha. Đó, quý vị thấy chưa? Đấy, như vậy là vừa qua mình đã chia sẻ với anh em cái cách để mà chúng ta kích một cái viên pin mà chúng ta rõ ràng là không có sạc, không có xài được. Và chúng ta nhớ một cái điều là chúng ta hãy đem kích nó bằng một cái là cái mạch sạc đơn này thôi ha, sạc đơn này thôi. Bây giờ nó nhảy lên là kìa 3,04 rồi kìa, nó sạc từ từ vô rồi đó anh em. Và cái độ cái trở kháng của nó chỉ có đó là 61 thôi, cùng cái viên pin nó còn tốt đó. Nếu như mà chúng ta không khéo mà chúng ta vứt nó đi thì rất là tiếc luôn. Chính vì vậy mà mình phục hồi nó lại để mà mình xài nha anh em. Ngon lành rồi, viên pin nó đã nhảy lên rồi kìa. Ok ha. Thì vừa qua mình đã chia sẻ với anh em cách để mà chúng ta phục hồi một cái viên pin mà chúng ta để lâu ngày nè, hoặc là chúng ta đi mua ve chai về mà nó gặp tình trạng giống như vậy thì anh em có thể kích nó lên ha. Đó, bây giờ nó nhảy vô bên nó vô ngon lành rồi kìa. Đó. Rồi, hy vọng rằng những chia sẻ của mình sẽ đem đến cho anh em nhiều cái thú vị nha anh em. Rồi, thân chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong các cái video clip tiếp theo. Bye bye.